Hack Alo, 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 alo. Nói này đủ to chưa? Hôm nay là thứ tư ngày 13 tháng 11. Một ngày bình thường nhưng không hề bình thường. Dạ, ở đây có sự hiện diện của Anh Quốc. Anh Quốc nói mấy tiếng Anh Quốc. Happy birthday, sếp ơi. Anh Nghĩa. Happy birthday lên. Sinh nhật vui vẻ anh ơi. Bé Hồng. Happy birthday anh. Và em là người giấu mặt. Sau đây thì có món quà nhỏ nhỏ tặng sếp nhân kỳ sinh nhật. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Đính chính lại em là người giấu mặt nha sếp.